Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7 tháng 7, thời tiết Nam Bộ ngày nắng, chiều tối vẫn có mưa rào. Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi nắng nóng. Trong những ngày tới, nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ, Trung Bộ, ngày nắng nóng. Từ ngày mai trở đi, nắng nóng khả năng mở rộng ra nhiều tỉnh thành ở khu vực này. Còn tại Nam Bộ, hôm nay rãnh thấp Tây Bắc, Đông Nam qua Nam Trung Bộ sẽ nối với vùng hội tụ gió được hình thành trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ. Vùng hội tụ gió này có xu hướng di chuyển về phía đất liền, chi phối thời tiết khu vực trong những ngày tới. Do đó, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Khoảng ngày 7 tháng 7 đến 8 tháng 7, mưa dông có xu hướng tăng dần. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng đến trưa trời nắng, mây đan xen, về chiều tối có mưa rào và dông một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.